Chào quý vị và anh chị nhé. Hiện tại Toàn đang đi vào buổi 18 giờ 6 giờ tối xuống cảng Hưng An. Cảng rất là đẹp. Là cảng Phước An. Dự kiến là tháng 10 này đi vào hoạt động. Đội ngũ công nhân kỹ sư là vài ngàn người về đây. Đây là một trong những cảng lớn nhất ở Đồng Nai. Quy hoạch là hậu cần hỗ trợ cho cảng Cái Mép.